Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm những trường hợp là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác giải tỏa, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông. Và trong tiết mục hôm nay, phóng viên truyền hình Sóc Trăng có ghi nhận công tác ra quân giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời khán giả cùng theo dõi. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Thành đã tổ chức ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông và giải tỏa xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn các xã thị trấn. Theo đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản quy định đất dành cho đường bộ đến người dân, gia đình, tổ chức và nhân dân sống ở ven tuyến đường quốc lộ 1A, đường tỉnh 939B, đường huyện và đường đô thị. Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và các quy định về trật tự đô thị. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, đa số hộ gia đình và cá nhân đã chấp hành tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng theo quy định. Tôi bán đây được hai năm mấy rồi, qua cái việc vận động mà để trả lại cái mặt bằng cho địa phương đó, em cũng bán, em cũng thụt vô để trả lại cái mặt bằng để cho người ta đi con đường người ta đi bộ đó, để thuận tiện á anh. Thì em cam kết em thụt vô trong để chừa cái hành lang cho người ta đi bộ á, cho đường thông thoáng hơn. Sau khi ra quân đợt này đó thì chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ để kiểm tra lại cái khâu là cam kết của các hộ dân đã lấn chiếm trước đây. Sau đó thì chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ là xử lý một cách là đồng bộ nhất để làm sao tạo ra cái trách nhiệm và ý thức chung trong vấn đề là quản lý nè, rồi là bảo vệ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến quốc lộ 1A cũng như các cái tuyến giao thông trên địa bàn của thị trấn. Thực hiện theo công văn số 124 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành kế hoạch số 48 về việc tổ chức lập lại trật tự an toàn giao thông và giải tỏa xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn huyện. Qua đó, Ủy ban Nhân dân tại các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về những quy định hành lang an toàn giao thông đường bộ và thực hiện nếp sống văn minh đến người dân, gia đình và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành những quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành về hành lang an toàn giao thông đường bộ, công tác quản lý đô thị. Qua đó, những gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân không chấp hành tháo dỡ những vị trí vi phạm hoặc tái phạm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các cái giải pháp để lập lại trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung nhiều nhất cho công tác là tuyên truyền để làm sao cho người dân tự giác ý thức chấp hành các cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời thì cũng tăng cường công tác kiểm tra rồi kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra cái tình trạng là tái lấn chiếm hành lang mà đã giải tỏa. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng phối hợp với Cục Quản lý Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện cái việc mà lắp đặt các cái gờ giảm sốc, các cái biển báo trên các cái tuyến đường nhánh đổ ra tuyến đường chính để cho người dân hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tối đa các cái trường hợp tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh việc tổ chức ra quân giải tỏa hành lang lộ giới trên địa bàn huyện, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông như huy động lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải trọng cho phép và điều khiển xe vượt tốc độ cho phép, đồng thời huy động lực lượng lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Thì tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Châu Thành sẽ bố trí lực lượng thế nào cho phù hợp để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ để nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra. Đồng thời sẽ bố trí cán bộ kể cả là công an xã rồi lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện
phối hợp với các ngành có liên quan, kể cả chỉ đạo cho đội phong trào công an huyện để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, và người dân thấy được cái trách nhiệm của mình để tham gia cùng với chính quyền, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, cùng với lực lượng công an để làm như thế nào mà cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản trên 7,5 triệu đồng. Theo đánh giá chung, tình hình tai nạn giao thông trong quý 1 trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thành thùng, xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định, sử dụng giấy phép lái xe, đặc biệt là điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Phấn đấu trong năm 2023, phấn đấu kéo giảm tình hình tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí, số người chết, số người bị thương so với năm trước.